Ngày 25 tháng 8 theo giờ địa phương, đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến thủ đô Washington DC, bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ. Trong ngày, đoàn đã thăm làm việc tại Viện Smithsonian và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tiếp đoàn, ông Benjamin Phelan, Phó Giám đốc phụ trách lịch sử cộng đồng Bảo tàng lịch sử Hoa Kỳ, Viện Smithsonian chia sẻ, nơi đây là khu phức hợp gồm các bảo tàng, các trung tâm giáo dục và nghiên cứu lớn nhất thế giới do chính phủ Hoa Kỳ thành lập vào tháng 8 năm 1846, đặt tên theo nhà tài trợ sáng lập, nhà khoa học người Anh James Mason. Tại buổi làm việc, đại biểu hai bên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc quản lý, bảo tồn di sản, phát triển các thiết chế văn hóa, cũng như giáo dục lịch sử truyền thống, đưa bảo tàng đến với học sinh sinh viên. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, hiện thành phố Hồ Chí Minh có 12 bảo tàng với các chức năng và nhóm ngành khác nhau. Tuy nhiên, đa số mới chỉ dừng lại ở nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn di sản, phục vụ công tác nghiên cứu chứ chưa thực sự trở thành nơi học tập hoặc những điểm đến hấp dẫn du khách trong nước lẫn quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hướng đến phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm việc ở bảo tàng, các trung tâm văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số. Đây đều là những thế mạnh của Viện Smithsonian. Do đó, chuyến công tác này để học tập kinh nghiệm quản lý của Viện Smithsonian nói riêng và của Hoa Kỳ nói chung trong lĩnh vực bảo tồn di sản, phát triển các thiết chế văn hóa. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng mong muốn Viện Smithsonian sẽ kết nối với các bảo tàng tại thành phố Hồ Chí Minh để chia sẻ kinh nghiệm phát triển khía cạnh giáo dục và du lịch của loại hình thiết chế văn hóa này. Thành phố Hồ Chí Minh cũng hoan nghênh các đoàn công tác của Viện đến tham quan trực tiếp và đóng góp ý kiến nhằm phát triển các cơ sở bảo tồn, nghiên cứu giáo dục văn hóa, lịch sử nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington, D.C. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã trao đổi một số nội dung cùng quan tâm. Theo chương trình, ngày 26 tháng 8, đoàn di chuyển đến thành phố New York, tiếp tục chuyến công tác hữu nghị chính thức tại Hoa Kỳ.